Deadlift. Đây là bài tập rất phổ biến và được tập luyện rộng rãi vì chúng có tác dụng lớn toàn diện đến cơ lưng, cải thiện được thể lực tốt và đốt cháy rất nhiều calo trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, đây cũng là bài tập mang nhiều nguy cơ tiềm ẩn chấn thương nhất vì chúng đòi hỏi kỹ thuật cao. Sau đây sẽ là tư thế tập luyện và các lưu ý để hạn chế chấn thương và mang lại hiệu quả cao nhất. Tư thế chuẩn bị: hai chân rộng bằng vai, trụ vững, thả lỏng các ngón chân. Hai tay nắm thanh tạ ở vị trí sao cho cân. Vị trí tay nắm nằm bên cạnh phía ngoài của ống chân. Thanh tạ sát với ống chân. Ở tư thế nắm thanh tạ, các bạn cần mở ngực, thẳng lưng, mắt nhìn theo hướng thẳng lưng. Động tác: kết hợp đồng thời dùng lực của chân và vai nhấc thanh tạ lên khỏi mặt đất, giữ ở tư thế thẳng. Khi bắt đầu hạ tạ xuống, hơi trùng gối, sau đó trở lại trạng thái ban đầu. Về cách hít thở, ở vị trí ban đầu, các bạn nín thở lấy sức kéo thanh đòn lên trên cao. Kết thúc động tác, thở ra bằng miệng. Khi bắt đầu hạ xuống, hít sâu bằng mũi. Lưu ý, đây là bài tập rất khó. Các bạn cần nắm chắc kỹ thuật. Tập luyện không có mức tạ trước khi bắt đầu để nắm chắc kỹ thuật, hạn chế tối đa chấn thương. Trong bài tập này, các bạn cần sử dụng đai lưng để đảm bảo an toàn